Nhật Nông Cơ xin mến chào tất cả các quý khách hàng. Hôm nay bên em sẽ giới thiệu đến tất cả mọi người một sản phẩm máy cơ xích hàng đời mới. Đây là hệ máy Ryobi hàng đời 4 số Ryobi ESK3435. Đó, thì dòng này rất thích hợp cho những anh em nào sử dụng gia đình. Thì nó gồm có chức năng gồm có bộ giật trợ lực, núm bơm xăng phụ, chốt e tự động và có khóa xích nha. Đó, đây em sẽ quay chi tiết cho tất cả mọi người xem về máy này. Bên má hộp giật của nó, máy thì còn rất là đẹp, thiết kế thì kiểu model vàng đen. Đó. Nhìn cũng cực kỳ đẹp mắt nha mọi người. Thì đây nó có nắp bình chứa nguyên liệu, đằng sau là xăng pha chung với nhớt này, đằng trước là nhớt thải lôi lam xích nha mọi người. Mã số seri của máy này, SK3435, mã số seri 004415, mắc in da băng nha mọi người. Hàng chuẩn của Nhật nhé. Đó. Thì mặt tiền của nó thì đây, rất là ok. Thì cái bô này thì em không chà này, đó, còn bô này cũng còn rất là đẹp. Đó, nói chung em rửa bên ngoài không có rửa kỹ vệ sinh. Thì đề bô này thì đặc điểm nó là nó có những cái màng lá giảm thanh trong này. Đó, như là nó chống cái âm thanh phát ra cực kỳ, nói chung là rất là êm. Đó, chống tiếng ồn tuyệt đối nha mọi người. Đây, các màng lưới giảm thanh hay các bộ lọc của nó này ra rất là ít. Nó rất là nhiều cái miếng lòng mà mạc như vậy thì nó sẽ giảm âm thanh tuyệt đối. Lam của nó được sử dụng lam 40, xích là xích trung mini, lam Oregon nha. Đó, lam của Nhật Bản. Đẹp xuất sắc. Chưa chảy một tí gọi là cái viền mạc bên trên nha mọi người. Nước sơn chưa chảy tí nào luôn. Đầu lam không bị dập, không bị tè gì luôn. Đó, xích thì được là xích trung mini, xích còn đẹp như mới. Đó. Ốp lam của nó được sử dụng ốp lam hai chân ốc vặn trực tiếp bằng khóa 13 và tăng xích trực tiếp tại ốp nha mọi người. Đây, đúng bơm xăng phụ này. Và các tem thương hiệu Lema này, Ryobi này, tem hướng dẫn sử dụng này vẫn còn nguyên. Đó. Em sẽ mở vào bên trong cho mọi người xem. Đây là cái chốt cần e nhé. Đây là công tắc. Mở này rất đơn giản, chỉ có hai cái khớp này thôi. Mình bập lên phát là mình rút ra được ha. Đó. Đây là bộ lọc bên trong của máy. Khóa lọc của nó đây nha. Còn rất là mới nha mọi người. Và đây là chế xăng hay còn được gọi là bình xăng con, chế gom rồ nha. Đó, chế gom rồ nha mọi người. Còn cực kỳ là đẹp. Đời đầy đủ ốc chỉnh cho nó nha mọi người. Ốc còn và trắng phau. Rồi, giờ em sẽ ráp vào đầy đủ và khởi động lên cho tất cả anh em nghe tiếng máy nhé. Máy này thì anh em sử dụng cắt gia đình nên là cái tiếng máy thứ nhất là nó đời bô giảm thanh nên là cái lực của nó thì cũng không được bốc nha mọi người. Đó, cắt gia đình nên là nhẹ nhàng vừa tầm nhé. Rồi, giờ sẽ khởi động ha. Để lâu cái xăng mọi người bơm đầy cái núm bơm xăng phụ lên, bơm cho nó đầy lên. Đây chút cần em mọi người kéo nó ra, giật ho một tiếng mọi người bóc ra, sẽ tự do là xài bình thường nhé. Giờ sẽ khởi động. Đặc biệt hơn nữa đời này nó sử dụng bộ cốt nhúng lò xo nha mọi người, em quên không giới thiệu này. Bộ nhúng lò xo này khi anh em mà cắt vào cây đè mạnh ấy, thì nó sẽ có độ nhung chứ không phải độ tê tay nha. Đó. Đó, nói chung là chống tê tay tuyệt đối so với bộ nhúng khác ha. Nhìn đời mới này nó làm bằng lò xo hết nhá. Của em này là 2.600.000 đồng. Quý khách hàng nào có nhu cầu sở hữu thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại của em. Số điện thoại của em là 0988628901. Số điện thoại có sử dụng Zalo. Bên em có ship toàn quốc. Phương thức thanh toán quý khách hàng cọc trước 200.000 đồng qua thẻ điện thoại Viettel. Phí vận chuyển của quý khách hàng là 100.000 đồng. Còn quý khách hàng cọc trước 500 qua đường tài khoản ngân hàng hoặc ra bưu điện thì bên em sẽ bao ship cho tất cả mọi người nhé.